Hello quay, chào mọi người. Chúng ta bắt đầu game Scree tích trưởng Ballet các bạn nhá. Rồi, ok. Nô thành. Ok, chúng ta bắt đầu game nào. Chapter 4. Đây, bốc bát, bắt đầu. Filthy pest! Get out of my house! Chết rồi đi à? I have an idea! A cheese! Đây chúng ta sẽ vào cái nhà kho ở đây nhé các bạn nhé, góc này. Ok, tôi vào đây. Tôi sẽ lấy cái này. Cái này các bạn. Cái kéo này nhá. Ok. Cái này. Cái này. Vào và đang cái này bắt đầu xuống nhà thì chúng ta sẽ lên đây các bạn nhá. Ta lại không xuống rồi các bạn kìa. Về và tăng xuống thì ta lại ra đây. Okay, ra đây. Ok, ta sẽ lấy cái này. Ok, ta sẽ lấy cái cài chua. Ok, ta sẽ lấy. Nhưng mà dính cái gắn đây. Như thế này. Cái bát vừa tôi rồi. Đây, tôi thấy cái bát này. Các bạn đổ ra. Rồi, các bạn lấy ra. Các bạn xem đây cái này. Rồi đi thôi. Cô giáo không đến bé kia rồi. Bam. Ok, chúng ta sang game tiếp theo nào. Griban. Ok, bây giờ nào. Đó, ok, chúng ta sẽ tấn công nhé, các bạn để ý nhé. Chúng ta không ham thắng là bị. Ok, wow, rồi. Ok. Tạo win rồi, tiếp theo là number 2 nào. Wow, tránh đi các bạn. Ok. Ok. Tôi sẽ tấn công bạn này thôi. Một đối thủ hạ rồi, một đối thủ của các bạn. Wow. Tôi vừa bị tấn công các bạn.
rồi, ok, hai đối thủ, ba đối thủ luôn, win rồi các bạn ơi. Em vào tiếp theo các bạn nhé. Ok, một đối thủ, hai, ba đối thủ rồi các bạn. Wow. Ok. Đây, đây, đây. Tấn công rồi, ok. Theo các bạn. Bài này. Wow. Ok, chúng ta sang game tiếp theo nào. Statistic Man. Giai bác. Ok. Bắt đầu rồi. Đây, một người ngồi trong tù. Và ông người xa đang đến đây. Mở cửa khóa cửa ăn gì đây. Ôm ta ôm một quả dưa hấu. Hay biết ai ăn. Ok, chúng ta bắt đầu chúng ta. Ok, chúng ta phải chọn cái món đồ gì đấy để thoát ra khỏi cái ngục này. Táp, táp báp, có thể dùng máy tính xem làm gì. À, không được rồi. Ok. Tắt đèn nào. Wow, rất kỳ vậy. Ui giời. Ui giời. Ui, ngắt luôn. Khó cái nhỉ. Ok, chìa khóa xem nào. Ok, chúng ta nhận này luôn. Đáp, ok, anh ngắt luôn rồi, để sao. Vào đây. Trời. Trèo à. Wow, trên mấy nhà có iPhone và cái nhảy đủ. Ok, tôi smartphone tiếp theo. Happy bro, I win for. Ok, một cái máy tay bay đến này cứu chúng ta thôi. Ok, vậy chúng ta chọn cái chìa khóa để thoát ra các bạn ạ. Ok các bạn nha. Đây là ngày tiếp theo nào. Fire rồi. Bơi lại. Bơi lại nào. Lại thôi. Ok mon. Xuống đây à. Ok, xuống đây luôn. À không được, tao quay lại đi. Nếu xuống vậy thì không ấy được. Ok, như vậy mới đúng rồi. Fireboy, ok. Sáng nay thì chúng ta mới tiêu diệt tên này. Wow, tránh nhất rồi. Mít luôn các bạn. Tiếp theo. Ok, thanh mon. Đây, chúng ta chạy đến đây xem nào. Chạy đến đây. Sang đây, sang đây, sang đây. Không được các bạn. Đây, chúng ta sang đây thôi. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sang đây. Yes. Wow. Wow, tích xa luôn. Đây, nhân vật cuối cùng. Wow, vẫn tránh được các bạn. Tránh trong sợi tóc à. Tiếp theo nào. Làm gì để try on mon, ok. Làm gì để ấy đây đây. Ok. Xong rồi. Thịt luôn. No!
Wow. Ok, tuyệt vời. Thế sao? Ok quá. Xong đây. Xong đây. Vậy không được các bạn. Phải quay lại nữa. Thịt luôn. Wow, ok. Xuống đây. Xuống đây các bạn. Đây. Kinh giòm. Wow, trùm chán. Nào tiếp theo. Thanh món. Đây, chắc chắn là ok. Wow, chạy xuống rồi các bạn. Ok, tôi xuống đây. Wow. Ok, chạy rồi các bạn. Ok. Được chưa? Yeah. Wow, ok, chúng ta sang game tiếp theo các bạn nhé. Đó là game đây, Teenage Defessor. Ok, bắt đầu. Start 19. Tôi chọn đây, 1 tướng, 2 này, 3, 4 này, 5 này các bạn. Ok. Ok, tôi sẽ đặt con này ở đây. Một con. Cái này ít nhất các bạn phải đặt tầm 4 hoặc con. Ít nhất là 4 con các bạn thì sản xuất ngọc sẽ rất là tốt hơn. Hai con rồi. Tiếp theo. 3 con rồi. Đây, 4 con. Một. Rồi, tôi sẽ từ đặt nha. Tôi đợi chuẩn bị, đợi đối phương tấn công. Nó sẽ đặt xem tấn công đâu, tôi sẽ đặt ở đấy để phòng ngự. Đây các bạn xem này. Chưa, đây, đặt ra 1 con. Thank you.
giật một chút đây. Ok. Tầm 3 con này ngon lắm rồi các bạn, 3 con robot đấy đây thì được rồi. Đây có xong một con robot trên đây nữa. Ok. Mở ra, nhận được cái gì đây? Thêm một tướng robot mới à? Mini mẹ. Oh, xuống. Ok. Ok, chúng ta sang game tiếp theo các bạn nhé. Chúng ta sẽ sang với game It Hollow Crow. Ok, chúng ta vào chương 2 luôn. Ok, chúng ta vào thôi. Đây là căn nhà tù của chú hề các bạn ạ. Các bạn. Ok, có đâu ấy. Ok, chúng ta sẽ phải vào để phá hủy căn nhà tù này nhá. Ok, chúng ta đi đường này. Các bạn xem thấy cái gì không? Các bạn nhớ nhặt nhá. À, tôi thấy viên đá này. Ok, một bên cạnh. Ok, rồi đi thôi. Let's go. Được cái khoan này các bạn. Gỗ không phải rồi. Chúng ta đi thôi. Chết thôi. Ok, tôi sẽ vào đây. Tôi mở cái cửa xem có gì không nào. Wow, ok. Căn hầm này các bạn nghe tiếng gì không? Chỗ cầu nguyện, một thanh gỗ này, ok. Chỗ con tài đây này. Đây cái gì đây? Khắc chết cái gì đây. Khá là rùng rợn đấy. Ok, chúng ta ra ngoài thôi. Ok, tôi sẽ vào đây xem có cái gì không. Ok thôi. Ok, tiếp. Đây cái gì không? Không có gì các bạn. Ok, không có luôn. À đây rồi, tôi thấy cái dây sắt đây rồi. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta ra đây. Okay, chúng ta sẽ đến chỗ này để mở cái tường này. Gạch này. Được. Sai các bạn. Ok, tiếp tục mà. Xem được không nào. Ok, tôi mở được rồi các bạn. Rồi, tôi sẽ mở cửa ra. Rồi, tôi lấy viên đá với gạch mà chúng ta nhặt đấy, tôi sẽ đặt đây. À, các bạn phải đặt đây để cho cái thanh ấy dừng không chém bay đầu chúng ta đấy. Ok, tôi sẽ ra lấy cái chìa khóa. Bonnie, bé Bonnie, tôi sẽ lấy chìa khóa, ok. Đây là phần ấy. Tôi bỏ luôn, không cần đọc phần này. Rồi. Tôi sẽ lấy cái này. À, cái cưa này, tôi chặn này. Chặn cái cưa này, tôi sẽ lấy cái cưa này. Ok, tôi ra ngoài thôi.
các bạn nhớ chỗ nuôi cùng cái khoan không? Đây tôi sẽ ra lại cái khoan này. Đọc lấy cái cắt nắp này, lấy cái khoan. Ok, đi thôi. Let's go. Ta vào chỗ kia để cắt cái bức tường có một cái đồng cái gì ấy, bị chấn sắt bởi các thanh sắt sắt ấy. Bị che lại bởi các thanh sắt các bạn. Đây này, các bạn này. Thanh sắt này. Ok, tôi sẽ mở ra. Cái tôi sẽ đây, được chưa? Nó sẽ lắp đây. Đó, tôi là cái xẻng. Đó, tôi ra cái nhà, nhưng mà chúng ta vừa lấy cái chìa khóa, chúng ta mở cái nhà ra, chúng ta sẽ vào đào đất đấy. Ok, tôi quên mất tôi mở khóa đó. Ok, vào đây. Lấy cái xẻng luôn. Đây tôi bắt này, tắt này, tôi đào này, và đây cái thanh lấy cái chữ sắt quyển sách này, quyển sắt, rồi tôi quyển sách xong rồi, tôi sẽ ra cái chỗ vừa rồi ấy, tôi đặt cái gỗ ấy, tôi làm một nghi thức để nhờ chú em mở cái cửa hầm ấy ra cho tôi. Ok các bạn, let's go đi thôi. Đây các bạn để sách đây, đây đặt đây. Ok, nghi lễ bắt đầu rồi, chúng ta bỏ qua phần nghi lễ này đi. Rồi tôi ra ngoài kia trong cái căn hầm chúng ta vừa mở chìa khóa vào ấy, thì đấy chúng ta sẽ phải lấy hai quả bom và phá hủy cái căn nhà tù này, không để tên hề này làm hại người ta nữa. Đây cái căn hầm ngoài đây. Đây chúng ta sẽ lấy cái bom này. Đây hai quả bom. Ta đi nắp vào thôi, để phá hủy thôi. Ta sẽ đi nắp vào cái bình khí ga các bạn, để cho nổ toàn cái nhà tù này ra. Rồi ok, đây một cái bình này. Rồi chúng ta nắp vào đây một quả. Còn một bình nắm nữa trong đây nữa. Các bạn nắp ra. Ok, chạy thôi, cây đổ nhà đổ chết cả bây giờ. Ok, chạy thôi các bạn ơi. Đang tìm chỗ trốn. Đây các bạn ra đây. Đây các bạn nắp xuống hầm này, nắp này, trốn này. Các bạn đóng cửa hầm này. Ồ, đóng hai cái. Ok, tiếp vời, chúng ta vào đây. Boom, nổ các bạn. Ok, vậy là chúng ta hết chương 2 nhá. Chúng ta đến game tiếp theo. Inertia, bye. Rồi, bắt đầu thôi. Free. Ok, mas, cậu bé anh thành công à? Rồi, ok. Đi khám phá các bạn. Ok, chào nơi. Chúng ta nắp đây nhé. Người kia, ông kia đi, chúng ta sẽ rồi ông vào đi xem, rồi đi thôi. Ok. Ok, chúng ta nắp đây ạ. Hãy để anh tìm kiếm được mà.
rồi, thật rồi. Đây, các bạn đứng đây. Rồi, các bạn cây này đây. Ok, nhảy đi. Các bạn ấn đây, đẩy cái này đi. Hộp này đến kia để chúng ta trèo lên các bạn. Rồi, chạy vào đây. Này. Rồi, ok. Wow, chúng ta sang game tiếp theo nào. Stickman, Ajax ha. Bên này thôi. Wow, thằng máy đi chập rồi các bạn này. Ok, chúng ta sẽ chọn cái gì đây. Ok, tôi thử chọn bạn khiển ở đây xem nhé, xem sửa không nhá. Wow. Wow. Dạ thử ra các bạn. Đây. Ok, đánh luôn. Đánh súng không? Đây, chúng ta ra ngoài. Ok, đi cùng rồi các bạn. Đến xem. Ok, vậy chúng ta đến đây kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn trong chương trình.